anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất cực kỳ là đẹp, nằm ngay khu vực rất là đông đúc, nhà cửa dân sinh, những căn biệt thự mái Thái xây ở đây rất là nhiều quý anh chị nhé. Và vị trí bất động sản ngày hôm nay Biển Xanh cần chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình, nó chỉ cách với mặt tiền con đường Láng Cẩm, con đường kết nối giữa tỉnh lộ 9 đi về tỉnh lộ DT823, thì con đường đó là đang chuẩn bị đổ nhựa quý anh chị nhé. Từ vị trí bất động sản ngày hôm nay chạy ra phía trước là 70m, phía trước chính là con đường Láng Cẩm đang chuẩn bị đổ nhựa, thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và lô đất ngày hôm nay là một lô đất rất là cao ráo, cực là đẹp quý anh chị nhé. Từ cọc bê tông bên này đo sang bên kia là 10m, dài xuống phía sau là 110m, tổng diện tích trên sổ là 1097m2. Và cái lô này thì chủ đất đã xây ranh và đóng cọc, đóng trụ bê tông rất là rõ ràng cho chúng ta. Đất gò cao ráo quý anh chị nhé. Xây dựng là xây tự do, ngang 10 và dài là 110, tổng diện tích trên sổ là 1097m2. Trong đó thì chủ đất đã lên thổ cư 600m2, còn lại 497m2 là đất lúa quý anh chị nhé. Nằm ngay mặt tiền con đường đá xanh rộng 6m, con đường chạy thông. Và lô đất ngày hôm nay có giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu, giá chốt bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Và lô này có hướng Bắc quý anh chị nhé, sổ hồng riêng có sẵn, quý anh chị mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên đăng bộ theo quy định của nhà nước. Ngang 10, dài 110, tổng diện tích trên sổ là 1097m2, lô đất có hướng Bắc. Chủ đã lên thổ cư là 600m2, còn lại 497m2 là đất lúa. Và chủ đất sẽ bao cho chúng ta cái thủ tục để đứng tên đất lúa luôn quý chị nhé. Bao người Sài Gòn và các tỉnh khác đứng tên đất lúa luôn, cho nên quý anh chị mình không phải lo lắng gì. Giá 2 tỷ 550 triệu là giá chốt, bao toàn bộ, bao trọn gói cho chúng ta luôn. Tọa lạc tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lô đất này vô cùng là phù hợp để quý anh chị mua để dành, mua xây biệt thự vườn nghỉ dưỡng, bởi vì cái vị trí này cũng là một cái khu vực trung tâm của xã Đức Lập Hạ, lô đất rất là đẹp. Hoặc những quý anh chị mua đầu tư thì đây cũng là một cái lô đất giá rất là rẻ đúng quý anh chị. 2 tỷ 550 triệu là giá chốt cho một lô đất hơn 1000m2 quý anh chị nhé. Tọa lạc ngay tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ngay mặt tiền con đường đá xanh rộng 6m chạy thông. Cách với mặt tiền đường nhựa Láng Cẩm là 70m thôi quý anh chị, dân cư rất là đông đúc. Quý anh chị nào quan tâm đến lô đất này thì hãy gọi cho Biển Xanh qua số hotline Biển Xanh để trên màn hình. Chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video clip mới nhất nhé.